Rồi, tiếp tục các bạn vào mọi người cùng xem nha. Rồi, hôm nay mình quay cây DC93 nha. Rồi, cây DC93 này là mới mua luôn nha các bạn. Rồi, hôm nay mới khai trương luôn đó. Rồi, nói là ngay hồi nãy lúc đầu thì mình cũng có đăng một clip là mình chia sẻ là mới mua về và chuyển từ trên xe xuống và chuyển về ha. Rồi cúng khai trương. Rồi tại vì cái dung lượng mình quay nó có hạn đó các bạn. Bởi cho nên giờ tiếp tục mình quay clip 2 để cho các bạn xem. Cái DC93 ếch cha đời mới nha các bạn. Bầu phê luôn các bạn ơi. Có gì bằng máy mới các bạn. Rồi hôm nay khai trương đúng ngày luôn các bạn ơi. Sáng giờ mưa hoài luôn. Nhưng mà mình vẫn chạy luôn nha các bạn. Các bạn cũng biết rồi, vụ này thì dẻo dữ lắm luôn. Vừa dẻo mà sập luôn nha các bạn. Tại mưa gió hổng gài quá đó. Đó các bạn dòm đất của bạn cũng biết rồi nè. Quá trời luôn. Nói chung dòng nuôi cha này thì tốc độ thì bao phê nha các bạn. Phải nói là ok luôn. Đấy các bạn chạy ha. Coi kìa. Đi mê chưa. Nói chung dòng nuôi cha này thì bữa hổm mình cũng có nghe bạn chia sẻ nói là nó thiết kế lên cũng nâng cấp lên cũng nhiều món lắm nha các bạn. Nhờ mình cũng chưa có dịp để quay cho các bạn xem những cái chi tiết của nó nha. Hôm nay thì mình gặp lại thì chú mình mới mua và mới khai trương thì thôi ra đồng gấp rồi, cho nên tiếp tục mình quay đang cắt cho các bạn xem. Mà phải nói là ok nha các bạn, mới mới mà chạy quá phào. Nói chung cái này chưa đâu nha các bạn, nếu mà mình mà chạy được khoảng nữa đó máy nó bốc dữ các bạn. Nói chung cái dòng này mình chạy thì tài xế thì chắc cũng chưa có nạp thẳng hung nha, tại mình còn nương máy mới nha các bạn. Cho nó thì tốc độ bao phê lắm. Thì anh tài xế anh cũng có nói nha các bạn, anh chạy xong cái này là anh lên hàm. Nói chung cái 93 này thì các bạn cũng biết nhiều rồi ha, hàm nó thì cũng vậy thôi, cũng y gan 93 cũ mà nó lớn hơn hàm 70 mình nha. Nó lớn hơn hình như là một lưỡi cắt, hai lưỡi cắt lần đó. Còn xích nó thì bề ngang là 5 tấc rưỡi, bề dài nó 68 gai. Nó xài đồ bằng 100 lẻ nha các bạn, thùng bọng này kia máy đồ cũng vậy luôn á, cơ mạnh á, lớn lắm, chạy thì bao phê bốc lắm, mới chát luôn các bạn ơi, thơm phức. Nó làm như mới, cái lưỡi nó chưa có ngọt nha các bạn. Chạy nó còn bị hơi sốc lưỡi hoài ha. Và nó sốc cái đó coi chừng là cái cây nha các bạn. Nó có một cái cây lúc đầu mình mới mua về là nó có một cái cây để nó chặn cặp cái mé hàm đó các bạn, đặng cho lúa nó dẹt cho nó gọn vô. Nhưng mà thật sự là đối với mình thì nó hơi khó nha. Tại lúa mình hơi bị ủ á. Bị ủ rồi hơi ướt một cái là bắt đầu nó vướng. Nó vướng là bị sốc liền vậy. Cái đó thì chắc mình phải về tháo ra chạy mới ngọt nha các bạn. Nó phải nói là nó mới rồi các bạn ơi. Quá đã luôn ha. Có gì bằng máy mới các bạn. Chạy thì bao phê. Nó vẫn là ba bồn nha các bạn. Màu sơn nó rất độc quyền các bạn ơi. Quá đẹp. Cái này em mình chạy là tài xế nhà luôn nha các bạn. Tài xế nhà luôn. Tài xế nhà xài máy mới nữa thì rồi bao phê. Cưng vừa gì luôn. Đấy các bạn coi nè, con lúa sập kìa thấy không. Ghê hòn sập chưa. Nó vừa sập mà thêm đất lúng hơi nữa các bạn. Nó đẹp quá trời luôn ha. Nói chung cho 93 thì cái màu nó rất là độc quyền. Dòm sơ ngang là biết 93 thì các bạn ha. Cái màu quá đẹp. Đó. Ui chà. 93 cơ sở của Tấn Pha luôn nha. Công ty đó các bạn. Mà đa số 93 này thì mình thấy của Tấn Pha nhiều nha các bạn. Đó giờ mình quay cũng nhiều rồi. Gặp là cơ sở của Tấn Pha không. Một mâm lúa luôn rồi à. Tính ra đất này thì nó cũng lúng một lớp. Lớp thôi chứ thật sự nó cũng không có đến nổi nha các bạn. Cái máy mình chạy vẫn
vẫn còn đứng chứ không có đánh đổi nghiêng ha. Quá đã luôn, có gì bằng máy mới các bạn ơi, chưa gỡ bọc luôn đó. Về rồi là ngay ngày gọi là khai trương luôn nha các bạn. Mà thêm bữa nay mưa quá trời các bạn ơi. Chạy vậy mà thấy ông đang chỉ mưa nữa rồi không biết sao đây, chạy gọi miếng này hay không nữa ha. Rồi, các bạn nhân người cùng xem ha. À, đồng này thì nó nằm về của Tân Hiệp rồi nha các bạn. Hôm nay mình cũng lại đây mình quay cho thật sự mình cũng không có hiểu cái ở xã chỗ này là kêu là xã gì, hình như nó cũng nằm của Chầm Chẹt bằng Tân Định đó các bạn. Quá mới luôn, nó hơi sóc lử các bạn thấy không, cái đó là mình bị ủ nó nha các bạn. Về đây lúa mình nó bị ủ và nó mềm cho nên nó dễ dính vô cái cây đó. Cái dàn quà bị trang như cái dòng bị trang như cái trăm lẻ các bạn ha. Cây này là biết nào tư các bạn ơi, thêm tài xế nhà đó quá lạ luôn. Đang rút nước nè các bạn. Ủa chị phá có đem thêm cây nào không? Đem cây nào chứ? Có cây 12 gì ở đó không Trương? Có 17. Chị phá. Có kẹp bấm mỗi lết vậy luôn không chú? Ờ có mỗi lết nè, mỗi lết được nè. Chịu phá mới được hả? Tháo cái này ra các bạn để nó sốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.